Ở New York, dễ dàng quan sát thấy có hai loại nhà chính, loại nhỏ cũ với thang thoát hiểm bên ngoài. Chung cư lớn hiện đại có thoát hiểm kiên cố ở bên trong. Ông Nhàn, người từng sống lâu năm ở chung cư nhỏ và đã từng đối diện với hỏa hoạn cho rằng thang thoát hiểm ở bên ngoài cũng là một giải pháp hiệu quả. Mình ở nhà đó là phải có hai cái đường thoát hiểm. Có thêm cái đường thoát hiểm bên ngoài nữa là nó đỡ ra một phần nào. Thứ ba nữa là cái thang thoát hiểm bên ngoài đó thì những người chữa lửa tới, người ta có thể leo lên, người ta giúp mình trực tiếp ngay cái chỗ đó. Nhưng thang thoát hiểm bên ngoài cũng có nghĩa là phải dành thêm không gian của dự án hoặc thành phố phải cho phép cơi nới thêm. Và để phòng kẻ gian vào nhà thì nấc thang cuối cùng sẽ được treo lên. Chỉ người ở phía trên mới có thể thả xuống khi cần. Tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều khi tòa nhà tôi ở có thang như vậy. Nó cho ta thêm lựa chọn khi có vấn đề. Trước tiên, mỗi phòng phải có báo cháy đã. Tôi sống ở tòa nhà 12 tầng. Ngoài hai thang máy, họ có thêm hai thang bộ ở ngay sau các căn hộ. Khi xảy ra chuyện, có thể chạy ngay ra đó. Ngoài việc xử phạt nghiêm minh các tòa nhà vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường giáo dục nhận thức về cháy nổ, thì việc xem xét nguyên nhân hay gây ra cháy cũng rất quan trọng. Qua điều tra của thành phố này thì tính đến tháng 7, có khoảng 100 vụ cháy nổ do xe điện dùng pin lithium gây ra, khiến hàng chục người thương vong. Và 80% các vụ cháy nổ xe đó xảy ra ở trong các căn hộ, văn phòng và các tòa nhà chung cư. Vì thế, trong tháng 9 này, thành phố New York đã chính thức ban hành lệnh cấm việc buôn bán và lưu hành các phương tiện hai bánh bằng điện như thế này nếu như không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ. Ví dụ như phương tiện đó có thể gia tốc quá 25 dặm một giờ, tức là tương đương khoảng 40 km một giờ. Thậm chí ở một số khu chung cư thì chính quyền địa phương không cho phép người dân mang xe lên phòng riêng để sạc, mà họ buộc phải để ở một khu vực đặc biệt ở dưới tầng 1 của các tòa nhà. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thành phố New York.